sau khi coi pháp luân phiên. Sau khi đi coi pháp luân. Trời ơi, giờ đó chắc 3 giờ sáng mới tới nhà. Kẹt nghề quá. Nói còn nào thấy như nay. Quay cái gì mà quay? Thật tao. Tao không? Quay về ai để đi? Ừ, nó đi ngang cái nó sớt ngang cái một à. Cho luôn. Tắt đi, bỏ nội túi gì mà ăn cái coi.